cả nhà. Mềm cực kỳ mềm luôn, nó mềm dễ sợ. Rồi cả nhà nhìn này, ở bên trong là nó như thế này nè cả nhà. Con cắn một miếng thử thôi, ngon lắm. Hi, xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới thiệt là vui. Thì bây giờ cũng rất là cận Tết rồi đó cả nhà. Hiền lên trên YouTube Hiền xem á, những cái bạn YouTuber mà đi những cái quán ăn bên Việt Nam á, trời nhớ không khí Tết ở bên Việt Nam ghê cả nhà ha. Thì Hiền muốn chúc cả nhà một cái mùa Tết thật là vui, thật là hạnh phúc. Hiền biết là tất cả mọi người bây giờ chắc là đang rất là bận rộn luôn. Còn bên Hiền thì cũng như thường lệ, cuộc sống vẫn như mọi khi cả nhà. Cả nhà ơi, ở đây là có một cái trái sung mà mấy hôm nay Hiền cứ ngó nghiêng hoài á. Cái Hiền thấy nó nhỏ nhỏ mà nó xanh lè hả. Cái hôm nay tự nhiên Hiền ra, Hiền có một cái linh tính bất ngờ. Trời ơi, nó đã nứt luôn rồi nè cả nhà. Mà nó mềm. Ôi cả nhà nhìn nè, cái mèo của nó nè. Đây, trời ơi, nó mềm rụm luôn á. Đây, Hiền sẽ hái cái trái sung này ha cả nhà. Ôi trời ơi, cả nhà nhìn nè, nó mềm mà nó nứt ra luôn rồi nè trời. Ủa mà cái sung này cái màu ngộ quá cả nhà ơi, màu khá là đen luôn á. Hay để Hiền đem lên đây Hiền quay cho cả nhà xem rõ hơn. Ui cái mèo nè, trời ơi mềm cực kỳ mềm luôn mà nó nứt ra như vậy nè, là sẵn sàng dữ lắm rồi. Thôi Hiền sẽ đem ăn thử cả nhà ơi. Trời ơi, hy vọng lên là sẽ cực kỳ ngọt ha. Hiền thích ăn sung mà nó ngọt á. Mua ở tiệm thì Hiền thấy đa số nó ngọt vừa thôi, không biết cái giống này có ngọt dữ lắm không. Đây, hồi sẽ ăn thử cho cả nhà xem nha. Có ăn thử trái sung không? Mẹ hôm mới hái ruộng trái sung mà cực kỳ ngon luôn. Hiền thấy cái size của quả sung này khá là to cả nhà. Thì mở ra thử cho cả nhà xem coi. Đây cả nhà nhìn nè. Wow, không biết ở bên trong. Ui, nó mềm dễ sợ. Rồi cả nhà nhìn nè, ở bên trong là nó như thế này nè cả nhà. Ui trời ơi, Hiền có thể thấy mật nè cả nhà ha. Đây. Wow. Ui, bây giờ sẽ ăn thử nha cả nhà, không biết em có chịu ăn không nữa. Nè, con thử ăn coi. Cái trái này nó chín lắm. Chơi hả? Con chơi hả? Thôi em không ăn thì mẹ Hiền ăn thử nha cả nhà. Đây nè cả nhà ơi. Ôi trời, đó, ôi. Đó, được đó. Trời ơi. Ngon quá. Nó mềm. Nó ngọt. Nó ngọt hơn là mua tiệm. Giống gì đó ha. Wow, thì muốn để dành nửa trái này cho ông xã quá. Tại vì á, ổng ăn mấy cái trái sung mà mua tiệm ổng không thích lắm. Mà nếu mà ổng thử trái này chắc thì nghĩ là ổng sẽ thay đổi ý kiến của ổng nè. Sung trồng nhà khác quá vậy ta. Cảm giác như là có cái dòng mật ở trỏng vậy. Giống như là dòng mật âm vậy đó. Nó đặc đó cả nhà. Đây nè. Để ngon lắm luôn. Ồ, ôi nó ngọt. Nó ngọt à. Nước thơm. Qua wow, tuyệt vời. Cái giống sung này Hiền mua, trời ơi, vậy mà trái nó cũng to quá nha. Nó chính là trái nó khá to á. Ngon dữ vậy trời. Không phải mình trồng mình khen đâu nghe cả nhà. Ngon thiệt á. Này ăn bỏ được luôn cả nhà. Cái gì nè. Wow, cái này ăn bỏ ngon luôn á, để thử. Mami. Một sự bùng nổ hương vị. Ngọt, thơm. Bà lại đang có mấy cái khía này nè, ăn cái giòn giòn bụp 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 đã lắm. The bubbles. Quá là tuyệt vời. Hiền sẽ để dành phân nửa cho ông Chris à, tại vì thấy ngon quá muốn chia cho ổng. Còn em không có chịu ăn sung.
để Hiền xem thử coi ổng sẽ thay đổi suy nghĩ của ổng về cái trái sung không cả nhà. Tại vì ông Chris là ổng không có thích ổi với lại không có thích sung. Những loại đó là ổng không có thích như những loại kia. Có những loại ổng thích, có những loại ổng không thích bằng. Đó. Thì hôm nay Hiền sẽ đi dành để cho ông ăn thử ha. Cái lá này ăn được nè. Con ăn thử coi. Lá này lá chùm ngay nè. Hiền mua mà Hiền trồng chưa được bao lâu hết trơn á. Mà hồi đó giờ Hiền chưa ăn. Để Hiền ăn thử rồi cả nhà. Đây nè. Thì nghe nói nó tốt cho sức khỏe lắm. Ở này người Úc họ cũng nói rất tốt cho sức khỏe nên Hiền muốn ăn thử xem sao. Đây cả nhà, lần đầu tiên bà Hiền ăn lá chùm ngay nha. Không có nhiều hương vị lắm. Có cảm giác như nó hơi giống như là lá bùn ngót vậy đó, cái hương vị á. Nói với Hiền thì vậy, không biết nói với cả nhà thì sao. Nhưng mà ở bên đây người Úc họ cũng biết về cây chùm ngay. Và họ nói là cái cây này cực kỳ tốt cho sức khỏe. Đó là lý do Hiền mua một cây về để trồng ăn cả nhà. Cái vườn leo của Hiền hôm trước mà cái lúc mà Hiền thu hoạch cái cây chuối á, cái Hiền chặt mấy cái lá chuối với lại mấy cái thân chuối á, để gì nè cả nhà biết sao không, là nó giống như là một cái lớp phủ ở trên tốt cho cây á cả nhà. Sau này nó sẽ trở thành phân bón lại cho vườn đó, rất là tốt đó cả nhà, nhìn thấy không. Giờ thì coi như là nó đang giữ ẩm cho cái vườn của Hiền. Thì có những cái lớp ở trên như thế này để giữ ẩm thì đối với Hiền thấy là cực kỳ tốt luôn á. Không biết cả nhà thì sao, kinh nghiệm của mỗi người làm vườn thì cũng mỗi khác á cả nhà ha. Nhưng mà Hiền thì khi mà tận dụng được những cái này, những cái lá đồ từ vườn á, thì mình nên tận dụng lại. Cả nhà ơi, cả nhà đi khám cái dây khổ quay chung với Hiền cả nhà ơi. Cái này cũng còn nhỏ. Cái này không biết khổ qua xanh hay khổ qua trắng Đài Loan ta. Đợt này nhìn giống khổ qua xanh quá à. Ngộ. Cái này ở đâu ra trời, Hiền không biết giống ở đâu ra mà nó bay lại đây. Nó mập thì Hiền chấp nhận thôi chứ không có phàn nàn gì hết. Đây cái này chắc cũng còn lớn được tí để vài bữa nữa xem sao ha cả nhà ha. Đây cái trái sung Hiền để ở đây nè, chút Hiền đem vô để tủ lạnh cho ông ăn. Công nhận là nó có cái mật đó cả nhà, nó có một cái lớp mật đã lắm. Trời ơi, mà công nhận nha, mấy hôm trước là cái trái nó còn xanh còn nhỏ xíu à, tự nhiên cái nó chín cái nó phình lên cái bất ngờ luôn á trời, bất ngờ luôn. Hiền ra Hiền rờn nó, ủa sao nó mềm ụp. Cái mùa này là vừa hấu tí hon á, bắt đầu ra liên tục. Hôm nào cái Hiền sẽ thu hoạch cái rủ ông Chris ra. Lắc cái gì đó làm ăn hay cả nhà ha. Lắc cái gì đó với cái dưa hấu tí hon này nè. Cả nhà thấy không? Mấy cái trái gì là hoàn hảo luôn nè. Trời ơi trời. Mỗi trái là một cái hình thù, cái này thì giống như là cái bình hồ lô. Còn cái này tròn ú như bà bầu vậy. Không cả nhà, đây nè. Cưng quá. Còn trái này là một bà bầu khác. Mẹ nghe rồi. Một bà bầu khác, còn cái này. Trời ơi, bầu bầu. Bầu bầu trên trên dưới dưới như là trái bầu vậy á. Đây. Bây giờ nó ra liên tục rồi cả nhà ơi. Mẹ nghe, chào mẹ tí. Cả nhà biết không? Ngày nào cũng hối Hiền cho đi shop. Đây mẹ giúp nè. Ừ. Nhẹo lắm. Đôi khi á, đối với mấy em bé mà tuổi này nhõng nhẽo quá, mình cũng phải có đôi lúc phải cứng rắn tí cả nhà. Tại vì mình muốn cho em mạnh mẽ chứ không có phải là nhõm nhẽo. Đây, Hiền ra hái tiếp. Đây, ở đây một quả nè. Nãy ra ngó nghiêng thấy cũng nhiều lắm. Đây nè cả nhà. Đó. Ồ, đây, 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 cả nhà thấy không? Đây, Hiền nói rồi, mùa này nó ra nhiều lắm. Đây nè cả nhà. Đó. Trời ơi trời, thấy mấy cái con mẹ bướm cứ đi lảo đảo ở đây hoài à. Chán ghê vậy. Biến dụng pháp. Cái này không biết cả nhà thấy được không ta. Ôi cái trái này nhìn nó. Cái nhầm trái nhìn nó cưng giả men trời. Mấy cái trái này Hiền thấy cưng quá à. Đó, ngồi xuống nó mới dễ thấy nè. Đó, thấy không. Ở đây. Ôi cái trái này téo quá hả. Nhỏ xíu mà cái sọc quá trời nổi luôn á. Hiền quay cái nhà xem nè. Cái bé xí này nè ha. Tiếp cả nhà ơi. Mình đi hái cho nó hết. Ở đây nè, ở đây, ở trong cái góc này nè. Đấy.
Đối với Hiền nha, cái Tết ở bên Việt Nam là một cái dịp mà lễ mà Hiền thấy là vui nhất. Vì cả khi Hiền qua Úc, Hiền vẫn thấy là cái dịp lễ Tết ở bên Việt Nam là vui nhất. Không thấy đâu vui bằng luôn. Trong cái chùm này còn nhiều lắm nè cả nhà. Mình sẽ hái hết đi. Thấy trái nào to cái Hiền làm hết. Nhìn này ha. Đó, quả này. Quả nhầm quả như là cái bình hồ lô. Còn không ta? Chắc hết rồi cả nhà ơi. Rất là nhiều lần Hiền quay cho cả nhà xem là cái dây dưa leo này nè, nó chuyên gia mọc trộm một trái ở đây mà bây giờ nó làm hoài, trời ơi cái trái bị tật nguyền luôn kìa, cái kiểu nó bị mốp mốp ở đây nè mà nó làm hoài vậy trời. Đây nè, ra trái xong cái nó sắp sửa ra trái non ở đây nữa nè, ngộ vậy trời. Cái dây này giống như là kiểu thích ra ở một cái chỗ này vậy. Đây nè, này giống như là kiểu thích làm khó mấy trái dưa leo hay sao, trời nó bự nè cả nhà. Đây nè, sắp sửa ra tiếp nè. Đây Hiền coi coi có nó còn ra không. Đây 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 cả nhà nha, còn mấy trái đã thôi. Một cái trái dưa leo bự quá cả nhà ơi. Hiền sẽ thu hoạch thêm một mớ lá xương sâm nữa, to quá nè cả nhà, to mà dày lên rồi nè, đã ha. Cái dây xương sâm lông của Hiền á không biết lên kiểu sao rồi mà giờ chưa thấy gì hết trơn á. Đây. Wow. Hiền là mà Hiền vẫn thấy vài cái lá xương sâm lông nó hiện lên, nhưng mà nó lừa chứa lên tới đây nữa, không biết sao đây nữa. Nhưng mà thôi kệ, nếu mà nó không lên thì thôi. Chứ xương sâm láng này Hiền ăn Hiền thấy ngon. Wow. Nhiều quá. Ôi, mà càng ngày cái lá nó càng to lên cả nhà thấy không. Ôi nhớ hồi ngày xưa Tết, cái mấy ngày gần Tết á, cái Hiền hay đi chùa, đặc biệt là cái đêm giao thừa, không biết cả nhà có đi chùa không á. Thì đó là có rủ bạn hoặc là chị bà con gì đó đi chùa đó. Hiền cảm thấy là khi mà còn nhỏ như là nó vui hơn, tại vì nó thơ ngây hơn cả nhà, còn lớn rồi biết hết rồi, giống như là kiểu mất cái sự thơ ngây đó rồi. Khi mà ra ngoài đời sống á, ai cũng vậy. Thấy còn nhỏ ở bên mẹ là thấy cái độ thơ ngây là cao nhất. Tại lúc nào cũng có mẹ hết trơn, cái gì mẹ cũng làm, cái gì mẹ cũng chỉ, rồi mẹ bảo vệ. Giống như cái độ tuổi của éo ụt giờ là độ tuổi thơ ngây, cả nhà, chỗ lá nó to nè trời. Con người ta càng lớn càng nhiều bộn bề đối mặt với những thứ mà dù muốn hay không muốn thì sự thân ngay nó mất đi. Bên đây thấy có nhãn lồng cả nhà ơi, nhãn lồng chín kìa, được vài trái à, không biết. Oh, đây cả nhà ơi, đây nè, cái này không biết còn không ta. Hiền sẽ ăn một trái nhãn lồng và chừa một trái là để làm giống hả cả nhà. Coi chứ đối với Hiền thì nó quý lắm. Sẽ chừa cái hạt lại. Đây nè, nhìn thấy không? Thơm quá. Ngày xưa mà dừng xe buýt lúc đi du lịch á, Hiền cũng xuống tranh thủ hái nhãn lồng ăn, thấy là hái. So với sung Mỹ thì nó cũng ngon, nó có cái ngon riêng đó. Với Hiền mỗi loại đều có ngon riêng. Nó cái mùi nó nhẹ hơn chanh dây cả nhà, với lại nó không có chua như chanh dây nhiều.
Số 1. Cả nhà ơi, thôi sáng hôm nay thì Hiền xin kết thúc video thu hoạch này ở đây. Hẹn lại nhà phim sau ngày mai. Cảm ơn cả nhà luôn ủng hộ gia đình Hiền. Chúc cả nhà có một mùa Tết thật là vui, thật bình an, thật nhiều may mắn. Bye.